Thứ sáu vừa qua, một học sinh trung học Nhật Bản đã phát hiện ra một con kỳ rông khổng lồ. Đoạn video về con kỳ rông mà Yu đăng trên YouTube đã nhận được 1,8 triệu lượt xem và rất nhiều bình luận. Cậu bé giải thích về hãng thông tấn hôm thứ Bảy ngày 12 tháng 7. Cháu bước qua mà không chú ý lắm đến nó, nhưng ngay khi cháu đến gần nó, nó bắt đầu chuyển động. Đó là lúc cháu nhận ra rằng nó là một con kỳ rông khổng lồ. Kỳ rông khổng lồ Nhật Bản được liệt kê trong danh mục sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế là loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Hầu hết những con được tìm thấy trong tự nhiên dài khoảng tầm 60 đến 70 cm. Yu mô tả con kỳ rông mà cậu phát hiện được. Nó rất lớn, nó thật sự rất lớn. Cháu nghĩ nó dài khoảng 1,3 mét, khó để nhìn thấy qua video nhưng nó chắc chắn phải dài hơn 1 mét. 1m はこう言ってましたね。あの動画ではちょっと分かりにくいかと思うんですけど